chơi nguyên bằng mâm vịt luôn rồi. Ngày thứ sáu bán bún mang vịt. Ồ, cái phần phía trong đây là mê. Đây là nồi nước lèo và bún mang vịt. Nhiều mang quá ha. Quá trời mang luôn. Rồi, xin chào cả nhà. Sáng nay thì mình ghé ở cái đường Nguyễn Duy Dương quận 5 ha. Đây số 70 Nguyễn Duy Dương. Đây có ông Dũng nè. Ông làm cho tôi nhờ, nhìn ai không mà. Bán cái món là bún mang vịt. Cái điều đặc biệt ở đây là Dũng nè. Bún mang vịt nhưng mà nó có cái giò xíu quách nha mọi người. Giò nè, cái xíu quách nè. Đây bán thêm cái xíu quách nè, hay lắm nè. Ở đây thì bún bò. Chỉ có một ngày thứ sáu là bún mang vịt thôi. À, bún mang vịt là chỉ bán một ngày thôi. Một ngày thôi à. Dạ. 357 là bún bò. À 357 thì là bún bò, dạ là ngày mai là bán bún bò. Đúng rồi. Còn chủ nhật thì ở đây nghỉ. Chỉ bán tuần một ngày bún mang vịt thôi. Dạ. Quý vị lại ủng hộ giùm. Còn bún mọc là bán ngày nào cô Hồng? Ngày thứ hai. À thứ hai là bán bún mọc. À. Nghe nói cô Hồng là có bán cái món bún thịt nướng nữa hả? Rồi tôi cũng Dũng ta. Quá đông luôn. Ờ, không có bán. Đồ miếng. Cái phần xíu quách thì bán sao cô Hồng? Xíu quách tôi bún thêm xíu quách nữa là 50. Dạ. Xíu quách 20 thôi. Xíu quách 20. Ai ăn xíu quách vậy? Ai ăn xíu quách vậy? Rồi cái phần mè nhìn ăn cô câu hả? Cô câu cái ăn ở ngoài đường á. Ít bún. Ồ, ăn khô câu. Của người thích ăn vậy á. À hay ha. Trời hai cái. Ủa mẹ rớt rồi. Rồi ngoài đường à. Thứ hai cho tới thứ bảy như người ngay chỗ sau cái chợ ngoài đường. Ăn đông á. Số bạn Lưu Nguyễn Duy Dương. Nếu mà mọi người đi thì rất là dễ ha, ngoài phía ngoài đường luôn. Đi đường Nguyễn Duy Dương mà. Đường Nguyễn Duy Dương. À. Đối diện trường học Lý Phong. À. Đây một tô là nhiêu cô Hồng? 30 á. Đồng giá 30 hết ha. 30 hết, cái nào cũng 30 hết chứ. À cái nào cũng 30 hết. Dạ. À ăn đuôi thì 35 còn không là 30. Không má không? Cho chị gái ngoài đường chưa? Cái đuôi 35 này đúng không? Ừ. Cái đùi là 35. Hỏi. Đùi vịt là 35.000. Rồi nè, ngoài đường. Còn ai nữa không? Ngoài đường chị đó. Ăn hồng đi. Không còn đâu. Rồi chấm mắm. Rồi. Nè, anh lấy giùm anh về không cô? Phải á. Rồi, đợi chị chút. Ồ, siêu quách nè, còn siêu quách nè. Chờ hai cục luôn. Mấy cái này là khuyến mãi tụi nó. Phần khuyến mãi. Người quét đường. Dạ. Thêm bữa hai tôi giữ. Dạ, chừng 6:30 mọi người. Cách đông quá trời lắm. Rồi đi với Trung Hùng nè. Ở đây thì nếu mà ai thích ăn bún bò, bán bún bò đông khách lắm luôn đó. Đấy cái Hiệp ơi, cái xương này Hiệp. Xương. Rồi nghe anh ra ngoài đi. Mì đây bán bộ nhiêu ha? Cái 10.000 à. 10.000. Một cái. Cái mà lấy nhiêu tiền chỉ gửi tiền luôn à. 40. Ồ. Lâu quá mới gặp ha. Còn mốt lại luôn. Chỉ đưa 10.000 nữa chỉ đưa tiền.
10 ngàn về là thêm tô bún nữa là 40 ngàn. Đúng rồi. Cái mày bán vốn chứ lợi gì đâu. Dạ. Không đừng rồi vô là bán vốn thôi. Dạ. Đây nha. Lèo đổ vô đi. Đây, thêm cái tô 30 ngàn cắt lượng luôn đó. Thôi. Hỏi thấy không? Dạ. Đó thấy không? À, có nghĩa là trùng trước nó ráo nước á, để cho trùng bán liền liền đâu có kịp rồi. Rồi dạ, cái nước vô rồi. Tô nó lặt nhách, thấy không nè, cũng còn nóng hổi vậy chứ. Nóng lắm. À, nhiều người nói là cái không trùng bún hả, không à. Không thấy trùng bún à, nhưng mà thật sự ra thì trùng cái này rồi. Là trùng hết rồi, trùng trùng có nghĩa là cô trùng một lần luôn, bán đông quá làm kịp. À, cái trùng đông, nó nước nó nước vô tô nó lạc nhách à. Dạ dạ, phải làm vậy chứ. À, cho nên là chắc có nhiều người họ nhìn cũng tinh tế thiệt. À, nhìn ghê ha. À, để ý là thấy là không có trùng bún luôn. Té ra là cô trùng một lần trước rồi nha mày. Đây nè, có cái nồi nước trùng này. Đó. À, ra vậy. Bởi vậy thắc mắc tại sao mà thấy cô bán mà không thấy trùng bún. Nay là làm mấy con cô? Nay có 5 con à. Nay 5 con hả? Tháng 7 chắn chậm lắm. Này thứ 6 mà. Tháng 7 này nó bán à, chậm tháng lắm. Tháng 7 hả? Tăng chay nhiều á. À. Tháng 7 cho nên là bán ít lại. Chia nhau sống với lời có đâu lời nhiêu đâu. Dạ. Cái nghĩ bún măng vịt mà 30 ngàn tô đâu có lời nhiêu đâu. Đúng không? Dạ. Thiệt cái gì giờ mắc hết trơn. Bỏ hiệp, bỏ vô hiệp. Bịt bún vô bịt nè. Không, bịt cái nữa. Rồi. Dung. Hay đối diện cái trường trung học cơ sở Lý Phong này, đường Nguyễn Duy Dương ha. Đây số 70 Nguyễn Duy Dương. Cái quầy bán. Mày có biết ăn siêu quá không? Đông khách lắm đó. Biết ăn siêu quá không? Nhất là cái món bún bò ha, món bún bò đây đông quá trời luôn. Nay tháng 7 mà vậy đó chứ tháng khác là đông nghẹt ha. Chưa mềm. Ơi nhà không ngon ăn. Giờ mà cứ khoảng 6:30 giờ là ở đây là. Rồi ở cùng chợ cho chịu ăn thì bán, chịu ăn thì bỏ không ăn thôi. Cái đâu có không ăn thì không có ép, hiểu không? Cái điều đặc biệt là đó, cái bún vịt mà nó lại có cái phần siêu quách. Cái gì Phước mua cho hộp bánh trung thu để nhà rồi, cái nó chờ ơi, mua gì tốn tiền con bạc. Ừ. Bún trong ướt đủ chưa? Rồi. Sao mình nấu bún măng vịt mà nó lại có cái phần này xương? Cho nó ngọt. À, nấu con nấu lấy nước. Cái gì cũng nấu xương ống hết trơn á, cho nó ngọt. Ồ. Dạ, để nấu cái phần nước lèo để nó ngon nước lèo, cho nên là phải có cái phần xương ống. Hay quá trời luôn. À, tháng 7 hình như nhà hàng gì mà thấy cái mâm của cô nó hơi ít. Bình thường là lên khoảng giờ này là một mâm. Đi người ta đi nghỉ học, học tròn nghỉ học là bán vắng lắm. Dạ. Ngày cầu qua lễ bắt đầu mới có ổn định lại. Đi năm lại, đi năm bán lại. Học sinh đi học lại nữa đó. Nè cục lại nè. Ừ. Đây ngoài cũng là còn miếng nữa. Hả? Đây cái phần cánh. Mấy tôi em gái ơi. Dạ. Là số rồi. Cái phần bắp chuối này.
ngon chưa nè. Thì bán cái phần đem về. Đây, tháng 7 thì quán nào cũng vậy thôi, bởi vì cái lượng người ăn chay rất là đông ha. Ăn chay nhiều đúng rồi. Ngày rằm với ngày mùng 1 là bán chay. À cũng có bán chay nè ha. Bán chay thì bán món gì của ông? Bún mì, bánh canh nuôi, bún gạo. À dạ cũng có món. Bán tô 25 ngàn. Cũng món nước nhưng mà món chay. Đúng rồi. Dạ. Bữa nào lấy cái bún mang vịt chị bán thứ 6 thôi, ai mà ăn món này thì ghé ở đây nhận thứ 6 ha. Bít đâu? Bà đặt sau là chưa có. À. Cái đó cái treo lên tủ điện là hàng đặt trước. Giữ thiệt á chứ. Đặt sau thì bây giờ mới làm. Miếng em. Đúng rồi, ngày mai bún bò. Bún vịt có từng ngày thôi à. Bún riêu cua với tôm, giò heo. Lẻ là bún bò đó, tháng 4 bún riêu tháng 6 bún vịt, ngày chẳng khác. Vậy là 3 năm 7, cứ tính là ngày lẻ là bún bò. Chủ nhật là đi sắm vàng. Giữ vàng đẹp đó chứ. À, chủ nhật là nghỉ đi sắm vàng. À giữ thiệt. Miếng á. Cái lèo thì chăm liên tục luôn. Phải về để lên cái bếp than này nó sôi sùng sục hết mọi người. Đây là tô 30 của ông á. 30. Thêm 5.000 quyết nữa. 35. Dạ. À 5.000 quyết nữa. Cuối à. Ồ, 5.000 quyết nhiều dữ vậy ha. Rồi. Nước vịt ngon lắm. Anh này cái anh này.